Gối bò cánh tiên đây cả nhà nhá. Đây là mẫu mây đấy ạ. Mây xám sọc đây ạ. Chất liệu là vải, bề mặt là vải cốt tông nhá, bên trong là bông à. Bông 100% bông tự nhiên à. Bông mềm mịn này, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là mềm mịn luôn ạ. Nhà có thể dùng cho các bà bầu hoặc là các em bé kê chặn giữa các hai bên cho em bé ngủ cũng rất là tốt ạ. Đó. Có rất nhiều màu và mẫu nhé. Bạn nào chọn mẫu inbox Zalo cho em theo số điện thoại trên màn hình 0973103832 nhé. Cả nhà xem thông tin chi tiết tại website siêu thị mua rẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội. Chào tạm biệt cả nhà.